Dạ alo chú Biden, chú khỏe không? Trời ơi, đưa con nói lẹ nè, tại vì con biết chú bận lắm. Trời ơi, con biết ngày đầu tiên á chú vô chú quất cái ào luôn á, chú bận muốn chết luôn á. Vấn đề đầu tiên á, con chỉ muốn nói xin lỗi chú, gia đình con, bạn bè con, bồ con, cả cái Việt Nam Mi ở Mỹ á, không có bầu cho chú gì trơn á. Mà anyway, con muốn nói xin lỗi, bà con có bầu cho chú. So, chú đừng làm con hối hận. But anyway, con chỉ muốn nhắc chú là giữ gìn sức khỏe đi, tại vì chú lớn tuổi rồi, xong thế giới này ghê lắm. Giữ gìn sức khỏe rồi, con thương chú nhiều nha. Ok, bye, love you.